công ty điện máy Tân Bình chuyên mua bán tủ mát trưng bày thực phẩm. Và đây là dòng tủ mát để bàn trưng bày sushi, sashimi hoặc các thực phẩm dành cho quán cà phê, thức ăn nhanh. Đây là máy mới 100%. Công ty bán giá thanh lý hàng tồn kho, còn nguyên thùng bảo hành 12 tháng và giao hàng toàn quốc. Hỗ trợ trả góp cho quý khách nếu tủ phù hợp với nhu cầu bạn. Xin để lại số điện thoại bên dưới bình luận hoặc gọi số Zalo trên màn hình để được tư vấn. Truy cập website dienmaytanbinh.com.vn để tham khảo giá bán sản phẩm và đừng quên chia sẻ video để mọi người cùng biết nhé. Sushi là món ăn Nhật Bản được chế biến từ cơm trộn giấm, các loại hải sản và nhiều nguyên liệu khác. Sushi là món ăn khá lạ miệng so với người Việt Nam và được nhiều người yêu thích. Bạn có thể ăn sushi tại các nhà hàng Nhật Bản hoặc cũng có thể tự làm món sushi no miệng tại nhà đảm bảo vệ sinh an toàn. Được biết, muốn làm được một món ăn sushi ngon và đảm bảo vệ sinh thì phải trải qua sự chọn lựa nguyên liệu kỹ lưỡng. Cá được dùng để làm sushi dù tươi ngất cũng phải được đông lạnh ít nhất trong vòng 15 tiếng ở nhiệt độ âm 35 độ C để có thể diệt được ký sinh trùng có trong cá. Đồng thời, cá trong sushi được chế biến sẽ rất dễ bị oxy nếu để quá lâu. Sau khi làm sushi xong thì bạn có thể cho vào ngăn mát của tủ lạnh. Nếu để qua đêm thì sáng mai bạn nên mang sushi ra ngoài để 30 phút, sau khi thấy sushi hết lạnh và mềm mại như thường thì có thể mang ra ăn. Nếu như muốn an toàn hơn thì bạn có thể chế biến sushi kỹ một chút trước khi ăn. Đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Công ty điện máy Tân Bình chuyên cung cấp tủ đông, tủ mát, tủ trưng bày thực phẩm trong siêu thị. Nhận sản xuất tủ đông tủ mát theo yêu cầu. Quý khách có nhu cầu xin truy cập website dienmaytanbinh.com.vn để tham khảo. Chia sẻ video để mọi người cùng tham khảo nhé!